Đồ gỗ Thành Khuê xin trân trọng kính chào toàn thể quý khách. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020 dương lịch. Như quý vị đang thấy trước mặt đây, đây là bộ sập thờ Mai Điểu mà chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Tuệ ở thành phố Hà Nội. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước mặt cơ sở đồ gỗ Thành Khuê chuyên sản xuất đồ gỗ đồ thờ. Chúng tôi bộ nội thất phòng thờ này gồm chiếc sập thờ Mai Điểu chân vuông 24, chất liệu là 100% gỗ hương đá và bộ lối cuốn thư hàng Mai Hoa Long. Chúng tôi cũng ráp vàng Đài Loan cho chú, làm theo đơn đặt hàng của chú Tuệ ở thành phố Hà Nội. Đây, tôi sẽ quay những đường nét chi tiết của bộ sập thờ mà chú đặt chúng tôi ngày hôm nay. Về thông số kỹ thuật của chiếc sập thờ Mai Điểu chân vuông 24 của chúng tôi ngày hôm nay có kích thước là cao 1m27, sâu 1m07 và dài 2m17. Theo đơn đặt hàng của chú thì chúng tôi làm dạ tiền, dạ hồi dày 10 phân, hàng liền khối không chắc. Hàng chúng tôi là hàng dạ liền 10 phân, đục hàng cây Mai Điểu. Đây, tôi quay xem đường nét chi tiết chiếc dạ tiền của chúng tôi ngày hôm nay cho quý vị xem. Hàng dạ tiền, dạ hồi 10 phân, hàng liền khối không chắc, đục thủ công bằng tay 100%. Đây, quý vị đang thấy đây. Đây là mẫu dạ Mai Điểu đang rất được nhiều quý khách ưa chuộng ở đồ gỗ đồ thờ Thành Khuê chúng tôi sản xuất. Dạ tiền, dạ hồi dày 10 phân, hàng chúng tôi được thủ công bằng tay 100%. Đây là chiếc dạ hồi của chúng tôi. Hàng chúng tôi được thủ công bằng tay 100% quý vị các bạn. Cổ đây là chúng tôi làm dày 2 phân đậu, hàng là chúng tôi đục hai con long hóa chầu nhau, chính giữa là một chiếc cuốn thư bên bút bên kiếm này, tượng trưng cho văn võ song toàn, rất là đẹp. Hàng chúng tôi làm bằng chất liệu 100% gỗ hương đá. Khuôn mặt chúng tôi làm dày 5 phân, ván mặt 2 phân đậu và đặc biệt là ván mặt chúng tôi làm liền 1 tấm. Làm theo đơn đặt hàng của chú là chúng tôi hàng làm ván dày 2 phân đậu, hàng liền 1 tấm như các bạn đang thấy đây. Đây, tất cả là những thớ vân tự nhiên, hàng vân tự nhiên 100%. À, rất là đẹp. Ván liền 1 tấm, ván dày 2 phân đậu, khuôn 5. Hàng tôi làm cho đơn đặt hàng của chú Tuệ ở thành phố Hà Nội. Rất là đẹp. Anh các bạn làm thấy đây. Đây, tất cả là những thứ vân tự nhiên 100%. Và đi kèm với chiếc sập thờ Mai Điểu của chúng tôi là chiếc bàn cơm cao 57, sâu 61 và dài 1m27. Đây là mẫu bàn cơm mới nhất mà cơ sở Thành Khuê chúng tôi đang sản xuất. Hàng rất là đẹp. Hàng bàn cơm cao 57, sâu 61, dài 1m27, khuôn 5 ván 2. Và kèm với đơn đặt hàng bộ sập thờ của chú là bộ lối cuốn thư Mai Hóa Long. Hàng cuốn thư dài 1m97, cao 87, hàng dày 5 phân đậu và đôi cuốn lối là dài 1m97, rộng 28 phân và hàng cũng dày 5 phân đậu. Chúng tôi đục hàng Mai Hóa Long. Đây, những đường nét chi tiết của chiếc cuốn thư của chúng tôi đây. Hai con long hóa chầu nhau. Đây là con chim kiểu cảnh hoa mai. Chữ là chúng tôi đục chữ Nho dịch Việt, chữ Đức Lưu Quang trên nền gấm chữ Vạn. Hàng chúng tôi đã ráp vàng Đài Loan, rất là bóng. Đức Lưu Quang phía dưới là một con hổ phù hóa đây. Mình quay tổng thể chiếc cuốn thư của chúng tôi quý vị các bạn xem. Đi kèm với chiếc cuốn thư là đôi cô đối dài 1m97, rộng 28 phân và hàng dày 5 phân đậm. Chúng tôi cũng đục hàng Mai Hóa Long, chữ là cũng chữ Nho dịch Việt trên nền gấm chữ Vạn. Là đây bên phía tay phải của quý vị đây là tổ tông công đức Thiền Liên Thịnh.
Ở đây là bên trái là Tử Hiếu, Tôn Nhân, Vạn Đại Vinh. Tất cả chúng tôi đều ra vàng Đài Loan cho chú. Hàng mai hóa, tất cả 100% chất liệu và gỗ hương đá, rất là đẹp. Nếu có quý vị nào có nhu cầu về bộ nội thất phòng thờ chất liệu là 100% gỗ hương đá này, có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Thành Quyên chúng tôi theo số điện thoại 0398949884, hoặc cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Thành Quyên chúng tôi nằm tại làng nghề mộc La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định, để được chúng tôi tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn, cũng như xem trực tiếp những mẫu mã mà cơ sở Thành Quyên chúng tôi đang sản xuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.